Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đã ra lượt trận thứ 3 của bảng G, vòng loại U23 châu Á 2022. Trước khi bước vào lượt trận thứ 3 của bảng G, U23 Malaysia dẫn đầu với 6 điểm, hơn U23 Thái Lan 2 điểm. U23 Malaysia chỉ cần một kết quả hòa là sẽ giành vé tới vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trong khi đó, U23 Thái Lan muốn có vé trực tiếp, phải giành chiến thắng ở trận đấu này. Do tính chất quan trọng của trận đấu nên U23 Malaysia và U23 Thái Lan đã thi đấu rất thận trọng. Hai đội chơi thừa quyết liệt nhưng lại thiếu những pha bóng hay và những cơ hội ăn bàn rõ rệt. Trong suốt 90 phút tranh tài, U23 Malaysia và U23 Thái Lan không bên nào ghi được bàn thắng. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số không đều. Với kết quả này, U23 Malaysia kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu với 7 điểm, qua đó chính thức ăn vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trong khi đó, U23 Thái Lan đứng thứ 2 với 5 điểm. U23 Thái Lan phải chờ cơ hội giành vé đi tiếp theo suất của một trong bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, cơ hội của voi chiến cũng khá mong manh. Cập nhật bảng xếp hạng của vòng loại U23 châu Á 2022 như sau. Tại bảng A, Qatar dẫn đầu với 6 điểm, đứng thứ 2 là Syria 4 điểm, xếp thứ 3 là Yemen 1 điểm, đứng thứ 4 là Sri Lanka 0 điểm. Ở bảng B, Tajikistan đứng đầu với 6 điểm, đứng thứ 2 là Iran 6 điểm, Liban và Nepal 0 điểm. Tại bảng C, Iraq dẫn đầu với 3 điểm, Bahrain đứng thứ 2 với 3 điểm, Maldives và Afghanistan 0 điểm. Tại bảng D, Kuwait dẫn đầu với 6 điểm và đã chính thức giành vé đi tiếp, Saudi Arabia và Bangladesh 0 điểm. Tại bảng E, UAE dẫn đầu với 6 điểm, đứng thứ 2 là Ấn Độ 4 điểm, xếp thứ 3 là Kyrgyzstan 4 điểm, đứng thứ 4 là Oman 3 điểm. Tại bảng F, Jordan dẫn đầu với 3 điểm, đứng thứ 2 là Turkmenistan 3 điểm, xếp thứ 3 là Palestine 0 điểm. Tại bảng G, Australia dẫn đầu với 6 điểm, đứng thứ 2 là Indonesia 0 điểm. Australia đã chính thức giành vé đi tiếp. Tại bảng H, Hàn Quốc dẫn đầu với 6 điểm, đứng thứ 2 là Singapore 4 điểm, xếp thứ 3 là Timor-Leste 1 điểm và đứng thứ 4 là Philippines 0 điểm. Tại bảng Y, Việt Nam và Myanmar đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu với cùng 3 điểm. Đài Bắc Trung Hoa đã chính thức bị loại. Tại bảng G, Malaysia giành vé đi tiếp với 7 điểm, Thái Lan đứng thứ 2 với 5 điểm, Mông Cổ đứng thứ 3 với 1 điểm và đứng cuối là Lào 0 điểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.